Đầu tiên Đức Phật đem đến cho chúng ta không có gì khác, chính là lòng tin. Niềm tin là mẹ của công đức. Ta tin Phật cũng vô ích, phải tin chính mình mới có tác dụng. Điều này do Ngẫu Ích Đại Sư nói. Trong kinh Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói về tín nguyện hạnh. Đối với tín, Ngài đưa ra 6 loại. Nói 6 loại tín. Trong 6 loại tín này, thứ nhất là tin chính mình. Như vậy mới thật sự được thọ dụng. Nếu không tin mình, 6 loại tín ở sau ta đều không có. Giống như xây nhà lầu vậy. Tính thứ nhất là tầng thứ nhất. Tính thứ hai là tầng thứ hai. Không có tầng thứ nhất làm gì có tầng thứ hai, thứ ba. Cho thấy lòng tin rất quan trọng. Người đủ lòng tự tin, họ làm việc gì không có gì không thành công. Người hoài nghi chính mình, chắc chắn họ thất bại. Đầu tiên là tin chính mình. Thứ hai là tin người. Người là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật A Di Đà. Chỉ nói suông tôi tin Phật A Di Đà, tin Phật Thích Ca Mâu Ni mà không tin chính mình. Thì Đức Phật cũng hết cách, không giúp gì được chúng ta. Phật không độ chúng sanh không có duyên. Thế nào gọi là người có duyên? Người không có lòng tự tin gọi là không có duyên. Người có lòng tự tin tức là có duyên. Như vậy tin Phật mới có tác dụng. Người không tự tin mà tin Phật, trong chữ Phật đó không biết đặt bao nhiêu dấu hỏi. Không phải tin thật. Thứ ba là tín lý. Thứ tư là tín sự. Thứ năm là tín nhân. Thứ sáu là tín quả. Tự tha, lý sự, nhân quả. Không phải là giả. Đức Phật dạy chúng ta đều dùng lý luận làm căn cứ, không phải nói tùy tiện. Trong Phật Pháp ta không tìm ra chút gì gọi là mê tín.